Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Video ngày hôm nay có thể nói nó như một cái thông điệp. Đây là những lời mà chú ý, quý vị chú ý, nó rất là quan trọng cho nhiều người. Em cũng xác nhận là cái anh này, anh đã gửi những cái lời này gửi đến tất cả những bà con Việt kiều của mình nghe. Thì nghe thì hoàn toàn nó không có sai gì hết, nhưng mà cũng như là nó rất là nên cho nhiều người nên biết qua cái chuyện này. Bởi vì sao? Bởi vì biết đâu khi mà quý vị nghe đi, nghe qua cái sự việc rồi mình tránh được cái sự rủi ro quý vị, có thể mình sẽ bị giữ lại tại phi trường khi mà quý vị từ Việt Nam mình đi về Mỹ. Có khả năng là quý vị sẽ bị những cái người nhân viên hải quan tại phi trường, người ta giữ quý vị lại, bị giữ lại mà còn bị phạt tiền nữa quý vị. Nói chung là nó lu bu vậy đó. Thôi thì để biết anh này, anh đã truyền tải cái điều gì, mức độ nghiêm trọng của nó nghiêm trọng ra làm sao, thì em xin mời tất cả quý cô bác anh chị mình chúng ta cùng nghe qua cái đoạn email thì đã được anh này viết ngắn gọn là như thế này. Chào em, anh em mình thì chắc không cần thiết phải giới thiệu nữa, kể ngay cái sự việc cho khán giả của em được nghe cũng như là tránh được thì cái nội dung như thế này. Xin lưu ý mấy anh chị em dắt con nhỏ về Việt Nam chơi thì nên chú ý đến điều này. Tôi cùng vợ hai con đi về Việt Nam vào hồi tháng 7/2024, ở chơi thì cũng được khoảng 3 tuần, sau đó thì chúng tôi đi về Mỹ. Chuyện là cái thời gian bọn nhỏ ở chơi với các anh chị em trong xóm ở bên Việt Nam là cái thời điểm mà thời điểm này các tiệm tạp hóa hay là các cửa hàng tiện lợi có bán những cái loại thức ăn nhanh theo kiểu như là hút chân không. Trong đó thì có chân gà nè, cánh gà, giò gà, tức là cái chân, đúng quý vị, và cánh vịt, bao tử heo, đại khái là cái kiểu, đại khái là thịt của động vật như vậy, người ta hút chân không. Thì loại thực phẩm này thì họ hút chân không đóng gói trong bịch rất là kỹ càng, kỹ lưỡng, kín đáo, không có thoát cái mùi hay là bị chảy nước. Con nít ở Việt Nam ăn thì rất là thích, người lớn cũng thích. Mà gia đình của chúng tôi thì đi về Mỹ không biết từ đâu, các chợ trẻ nhỏ sớm đã gửi tặng cho các con của tôi, gửi tặng những cái bịch này, tức là những cái bịch hút chân không, thì gửi cho cháu mang về Mỹ và bỏ vào cái hành lý. Bỏ vào cái hành lý lúc này, lúc nào mà người lớn cũng không hề hay biết, cũng không có để ý, bởi vì lu bu nhiều việc, nhiều thứ quá, cho nên chúng tôi không có kiểm tra lại mấy. Thì các cháu thì bỏ vào cái hành lý thêm một vài cái bịch bánh chén trộn theo kiểu khô. Khi mà đến cái phi trường của Mỹ, chúng tôi bị giữ lại và bắt buộc phải khui ra cái kiện hàng này. Thì hỏa tốc phát hiện ra một bộ phận thuế hải quan thì đã nói với chúng tôi là mang theo thịt bịch, thịt gà, thịt heo và có cả lẫn tôm nữa. Bây giờ thì mới lôi trong hành lý ra những cái bịch thức ăn nhanh được hút chân không đúng thật, trong đó có bánh chén trộn. Thì trong bịch bánh chén có một bịch muối tôm lẫn những cái con tôm nhỏ nhỏ lúc nhúc để mà tụi nó trộn để mà ăn. Thì bộ phận của hải quan của Mỹ thì đã yêu cầu chúng tôi phải ký vào một cái tờ giấy đồng ý để cho họ tiêu hủy hết cái số thực phẩm. Họ nói là lần sau nếu mà có mang theo những cái thứ này phải khai báo trung thực. Lần này do là không biết cho nên đại khái là họ bỏ qua cho chúng tôi, chỉ phạt $400 cho hai kiện hành lý. Thì tất cả những cái đồ dùng khác chúng tôi được phép giữ lại, họ chỉ tiêu hủy những cái bịch cánh gà, bao tử heo hút chân không. Thì tôi mới nói ra cái chuyện này để mà cảnh giác cho những anh chị em khác khi mà về Việt Nam mình cần chú ý cẩn thận. Cái lúc mà đóng gói hành lý phải kiểm tra cho kỹ xem có ai bỏ cái thứ gì, hoặc là như là thịt nè, hoặc là seafood, hoặc là các vào cái hành lý của mình mà lúc đó mà mình không hề hay biết hay không thì mình phải kiểm tra trước. Thì tôi đã từng nghe có những người bỏ bánh bía, bánh tét, nhân thịt vào hành lý của người thân và hậu quả là bị phạt mất tiền. Đôi lúc là những cái mà mình không để ý thành ra nó trở thành một cái tác hại vô cùng lớn mà không lường trước được ở sân bay. Thì ở Tân Sơn Nhất thì vẫn cho đi qua bình thường, chỉ đáng nói là khi mà vô Mỹ không có cho mình thông qua. Cũng vì cái chuyện này rất may mắn vợ chồng tôi chỉ bị phạt $400. Thì nếu như mà bị phạt $4,000 đi thì cũng không biết phải xoay sở ở đâu ra. Thì em nhớ kể chuyện này cho mọi người được nghe để biết điều này và cẩn thận hơn. Cẩn thận vẫn là trên hết, bởi vì cái tác hại của nó thì mình không có ngờ tới được. Thì đại khái là cái email này anh gửi cho em và tóm tắt gọn.
Tóm tắt gọn thì chỉ có nhiêu đó quý vị. Nói chung là sau cái câu chuyện này, em cũng chỉ muốn nói vậy nè, cũng muốn tâm sự một chút. Thì ở Việt Nam như quý vị cũng biết, người thân thì cũng không trách họ được đâu. Nhiều khi gia đình người ta quan tâm, người ta cho con em của mình những cái đồ này đồ kia, nghĩ là ba mẹ nghĩ là cái những cái đồ đó bên Mỹ á, thì không có bán, muốn bỏ vô cho con cái của mình nó đem qua để mà nó ăn. Thì ba mẹ thì không có để ý mấy cái chuyện đó. Thì cái này thì bên Mỹ bán cũng nhiều lắm, thì đem đi chi cho đúng tiền, nhưng mà ba mẹ thì cũng đại khái là nhét vô, lén lén nhét vô như vậy. Thì chính cái sự hiểu lầm đó quý vị, thì nhét vô như vậy thì ví dụ như con người, người ta nhét bánh bía đi, người ta thì chơi luôn là nguyên một cái đầu bánh tét, gặp cái bánh nhân thịt nữa quý vị. Bánh tét nhân thịt thì ở Mỹ, Canada người ta đâu có chấp nhận cái vụ mà mang thịt đồ qua đâu đâu quý vị. Cho nên là từ những cái hiểu lầm đó, đôi khi là mới xảy ra những cái tình huống dở khóc dở cười như là cái câu chuyện của cái anh này vậy đó. Thì mới cả ngày câu chuyện này, mới cả ngày hôm nay thì nghe thì nó bắt đầu mới nói tới những cái vụ mà mấy cái bịch đồ hút chân không. Lúc trước thì em cũng có nói qua những cái chuyện này rồi. Thì những cái đồ này á, thì cũng thuộc dạng hàng gọi là những thực phẩm mà cấm, như là gà, vịt hoặc là bao tử heo cũng cấm nhập cảnh khi mà qua Mỹ hoặc Canada quý vị. Ví dụ như là cái cánh chân gà đi, đầu gà, đầu gà mà không có đầu, chỉ có cánh chân, vịt cũng vậy, có cái bao tử quý vị. Thì kiểu như người ta khìa nó lên, sau đó thì họ bỏ vô bịch hút chân không, rồi sau đó thì họ làm cho nó kín đáo, không có bị chảy nước ở ngoài. Ở ngoài thì màu sắc đồ thì cũng màu mè lắm, nhìn vô cũng hấp dẫn con nít lắm, thấy là nó mua nó ăn liền à, thấy cũng ngon. Nhưng mà cái này dường như là xuất hiện gần đây quý vị. Ngày xưa thì cũng không có mấy cái bụng này đâu, thì bắt đầu gần đây thì mới xuất hiện mấy cái bịch này, thì mới vô tình mang theo. Và nhiều khi thì qua phi trường của nước ngoài thì người ta mới có cái máy quét, thì bắt đầu đồ đạc này người ta thấy hết. Bởi vậy mà quý vị cũng chú ý trước khi mà mình bay, nhớ kiểm tra hành lý coi hành lý của mình bao gồm những cái gì cái gì. Nếu mà có những cái đó thì mình bỏ ra hết, kiểm soát một lần, hoặc là quý vị bỏ vô cái thùng dán lại rồi khai báo thật là trung thực và rõ ràng. Thì nói chung video ngày hôm nay em muốn chia sẻ câu chuyện của các anh này để cho quý cô bác anh chị mình nghe, để mà biết mà để tránh được cũng như cảnh giác. Thì quý cô bác anh chị mình có nhận định hay đánh giá nào về video này có thể bình luận ở dưới để em mọi người được biết thêm. Cũng như quý cô bác anh chị mình thấy video này ý nghĩa thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ. Em xin cảm ơn quý cô bác anh chị mình rất là nhiều, mong quý cô bác anh chị mình luôn ủng hộ kênh của em.